Đợi chị, đợi chị. Ê, này gió đẹp đấy, tầm này gió đẹp đấy. 1, 2, 3, come on. Chói quá, quay đằng này, chói quá. Con này hơi bị đẹp rồi. Các bạn ơi, vào xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để nhận những video mới nhất. Chúc bạn xem video vui vẻ, mời các bạn xem tiếp nha. Diều Giang, từ đó Diều Giang. Ui. Hồng đuôi đen lại chạy cạnh canh nhau. Nó cân rồi, cứ thả đấy. Thế là nó cân rồi đấy không ạ? Nhưng mà diều nó cân rồi. Nó cân diều rồi. Giờ nó cân nó lại lệch diều. Cái diều nó thế. Chết rồi này rồi nha bạn. Sao kêu ác đấy. Điện ơi, cho dây ra, thả đi. Cứ lên đi, cân rồi, lệch cái gì lệch. Thả dây đi. Chỉnh đánh đâm lại phát 2 nhé. Lại mắc dấu to kia thì cái đòi không mắc được của trái à, con diều đen này của ông Duân à? Ông Duân, con diều đen của ông à? 32 đây. Quân sáo kêu hay hết đấy. Vừa làm xong phát ra đâm luôn. Hay à? Lên luôn. Tôi luôn này. Cái này là của đây, không phải chỉnh sửa gì. Đây con diều đen là của ai? Đâm. Vẫn đánh. Đâm quả giật mình. Sáng này của nó chưa thả lần nào, hôm nay mới test. Chiến này, anh chiến này, anh chiến này.